Xin kính chào quý vị và các bạn. Hiện bây giờ tôi đang có mặt ở nhà thờ giáo xứ Lực Điền. Ở nhà thờ giáo xứ Lực Điền ở Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, thuộc giáo phận Phú Cường. Chúng ta cùng chiêm ngắm vẻ đẹp của ngôi thánh đường cũng như vùng đất ở đây nhé.